Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị, các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập đến kênh chuyên tech âm thanh và giới thiệu hàng bãi của bên em Tiến Audio Hải Dương. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 theo lịch dương, tức là cũng sắp đón giao thừa của Tết Tây rồi. Thưa quý vị, các bác của anh em chúng ta, và theo dân gian người Việt Nam thì chúng ta ăn Tết âm lịch đúng không ạ? Thì cũng còn gần tới là chúng ta sẽ đón Tết âm lịch, và hôm nay Tết Tây thì em cũng gửi lời chúc tới tất cả quý vị, các bác, các anh em chúng ta trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các bác luôn quan tâm, luôn luôn ủng hộ mặt hàng của em và luôn luôn sát cánh bên em trong những thời gian qua. Kính chúc các bác, các anh em chúng ta trên khắp mọi miền Tổ quốc luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn thật là may mắn, và đặc biệt một điều mong chờ nhất và mong đợi nhất, ai ai cũng thế, bản thân em cũng vậy, từ già cho tới trẻ, chúng ta sẽ cầu ước và mong muốn làm sao sang một năm mới 2022, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho một năm mới 2022 sẽ đẩy lùi thật sạch và sẽ tan biến được căn bệnh thế kỷ, tức là cái dịch bệnh COVID-19. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện với nhau như vậy để cho dịch COVID-19 nó sẽ biến mất trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam chúng ta và toàn lãnh thổ trên thế giới. Một điều ai ai cũng mong cầu là như vậy, các bác nhá. Rồi, em nói như vậy thì thưa quý vị, các bác của anh em chúng ta, trong video clip ngày hôm nay em Tiến sẽ chào đón mà ngài đã lên cái video cho ngày đầu năm mới, cho ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày mùng 1, và hôm nay em sẽ test lên thì cũng chỉ còn vài tiếng nữa, 3 tiếng nữa, gần 3 tiếng nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới của 2022 và theo lịch dương. Rồi, chào đón cho ngày mai mùng 1 Tết Tây thì em sẽ giới thiệu cho quý vị, các bác, các anh em chúng ta 1, 2, 3, 4, hình như 6 đôi loa thì phải. 6 đôi loa, các bác nhá. 6 đôi loa này em sẽ giảm giá một chút ít. Đấy, giảm giá một chút ít để cho quý vị, các bác, các anh em chúng ta mua cái lọc đầu xuân năm mới. Rồi. Và bây giờ thì em Tiến sẽ đi vào giới thiệu cho quý vị, các bác, các anh em chúng ta với 6 đôi loa này. Và bây giờ xin mời các bác, các anh em chúng ta hãy đến với đôi loa ngang ngố đầu tiên. Đôi loa ngang ngố này, đó là đôi loa Nga S90B, các bác nhá. Sử dụng bắt cạm 20 năm, một loa chung, một loa tép, zin từ ANF. Thùng đẹp keng cho mọi anh nhìn nhá. Thùng đẹp keng cho mọi anh nhìn, sở hữu là thùng gỗ màu nâu đỏ, các bác nhá. Đôi này em đã có video test trong những ngày hôm qua hay ngày hôm kia rồi. Thì em test là bán là 9,5 triệu, nay em giảm giá 300, còn 9,2 triệu, các bác nhá. Dòng loa Nga. Rồi, giới thiệu xong một đôi. Nếu các bác tìm hiểu kỹ hơn về đôi loa này thì em Tiến trong ngày hôm kia đó, em Tiến đã test âm thanh cho các bác rồi. Test âm thanh nhá, mời các bác hãy vào đó nghe âm thanh, tìm lại video vào nghe âm thanh. Một đôi loa S90B giá 9,2 triệu, các bác nhá. Và tiếp theo là sản phẩm loa Boss 401, các bác nhá. Loa Boss 401. Đôi loa này là một đôi loa sử dụng hai cái loa bát có đường kính là 16. Hai loa bát có đường kính 16 và một loa tép giấy ở đây. Dòng loa có cái thùng dáng cây hình tam giác rất là đẹp và tiếng của nó cực kỳ hay, em cũng đã test âm thanh. Đôi loa này vẫn bán là 8,8 triệu, nay giảm cho các bác 200, còn 8,6 triệu, các bác nhá. 8,6 triệu, bao zin và bao đẹp. Đôi loa này sở hữu thùng gỗ nặng màu đen, thùng gỗ nặng màu đen, phía sau có một lỗ thông hơi, và đây là thương hiệu Boss 401 được sản xuất tại Mỹ, các bác nhá.
giá 8.600.000. Nhưng tôi đoán là em đã đều có cái video test cũng như giới thiệu mặt hàng rất kỹ rồi đấy, cho các bác rồi. Và tiếp theo là một sản phẩm rất quen thuộc, bán rất nhiều trong này này. Và này tiếp tục em tiến lại về một đôi. Đôi loa này là một đôi loa sử dụng bát 30, có cái giá thành cực kỳ hợp lý, ai ai cũng muốn sở hữu và nó đáp ứng được mọi nhu cầu nghe cũng như là hát karaoke. Các bác nhìn thấy rồi, em quay em nhìn. Đây là một đôi loa Beowulf Modern CS989, hàng được sản xuất tại Made in Japan các bác nha, Made in Japan. Sử dụng loa 4 cô phơ trên một thân thùng, nó đề chữ là 4 loa ở đây. 4 cô phơ gồm có một loa bát có đường kính là 30, màng giấy gân vải các bác nha, màng giấy gân vải. Một loa trung giấy, một loa tép giấy và một loa tép xì. Hỗ trợ một lỗ thông hơi. Rồi, rất ok nhá. Đây là cái miếng nhựa này của cái chân Yakan, nó bị rời ra, em sẽ dính đút nó lại bình thường. Và đút nó vào đây không có để quên. Đấy, đôi loa thì nói về xung quanh rất là đẹp, đẹp xung quanh mọi nhìn là đều đẹp các bác nha. Thùng vân gỗ nó chỉ ok nha các bác nha, rất đẹp luôn, đôi loa cực kỳ đẹp đấy, chúng ta nhìn được thấy từ phía sau quá đẹp đúng không ạ. Ok nha, đôi loa này thì em Tiến vẫn bán với giá là 8.800.000. Hôm nay ra em giảm giá là đi 200.000, giảm giá 200.000 còn 8.600.000 các bác nha, 8.600.000 đôi loa Beowulf Modern CS989. Và tiếp theo là sản phẩm một đôi loa cây của Beowulf Nhật Bản nữa. Em căng zin nguyên bản nhá, em căng nhựa nhá. Đôi loa cây sử dụng 3 way, 3 đường tiếng các bác nha. Một loa bát có đường kính là 22, một loa bát có đường kính là 22. Màng giấy gân vải các bác nha, màng giấy gân vải. Một loa ở đây là loa trung giấy và giữa là một loa tép giấy. Các cái đề cyber của nó phiên do vành phanh loa đều có thương hiệu là Beowulf ở đây. Ba tuyến loa. Và thương hiệu của đôi loa này là loa Beowulf Modern là SG700D. Xin đọc lại này. Loa Beowulf Modern là SG700D. Hàng được sản xuất ở Nhật Bản, Made in Japan. Đến với phía sau, chúng ta đang nhìn thấy một lỗ thông hơi ở phía trên này. Thùng rất là phẳng lặng, đẹp. Và đặc biệt có cái màu vân gỗ nhìn rất là mãn nhãn, đẹp mát mắt luôn. Đấy, màu của nó như màu kiểu màu nho chín đấy các bạn, màu nho chín nha. Đây là thương hiệu của loa đằng sau là loa Beowulf Modern SG700D, công suất 120W trên một thân thùng loa, có trở kháng là 8 ohm, hàng Made in Japan các bạn nha, hàng Made in Japan. Ok nhá, đôi loa này có cái giá là 4.500.000 đồng, giá 4.500.000 đồng các bác nhá. Đôi loa cây này 700D. Tiếp theo là sản phẩm siêu đẹp. Siêu đẹp. Chúng ta hãy nhìn cái màu vân gỗ của nó đây. Quá đẹp đúng không? Quá đẹp. Quá xuất sắc. Đúng không? Đôi loa đẹp không có điểm chê các bác nha. Đôi loa này là một đôi loa đến từ Mỹ, e căng còn zin nguyên bản từ những cái áo trở đi, không bị bục hay rách mất bất cứ một chỗ nào. Và tem mát còn đầy đủ các bác nha. Đôi loa Infinity đến từ Mỹ, model là SM115, sử dụng 3 way, 3 đường tiếng, một bát có đường kính 25 mà carbon gân mút. Một loa chung cũng mang carbon gân vải,
và một loa test dòng loa test Bolicell hỗ trợ một vi tinh chỉnh để tăng chỉnh cho giải test này các bác nhá. Rồi rất chi là ok, đôi loa đẹp không có cái điều gì để mà nói các bác nhá, không có cái điều gì để mà nói. Tất cả hàng về là em Tiến chưa hề vệ sinh một tí nào. Các bác nhìn thế này, cái rốn loa này nó là cái rốn của cái rốn loa, nó là cái rốn vải đấy, vẫn còn bụi ở đây nhé, đây cái bụi đây, và cái bụi này thì em thật các bác là em vệ sinh trong nháy mắt và xong rồi, nháy mắt đấy, nhưng em không vệ sinh, để nguyên đấy, để nguyên bụi. Rồi các bác nha, yên tâm khi mà đến tay các bác sẽ sạch sẽ, đẹp đẽ, không tì vết luôn. Ở phía sau có một lỗ thông hơi các bác nha, phía sau có một lỗ thông hơi. Rồi đôi loa Infinity model là SM115. Đôi loa này em bán cho quý vị các anh em chúng ta với giá là 7,9 triệu các bác nha, 7,9 triệu. Và thông thường thì em vẫn bán với giá là 8,2 triệu các bác nha, thông thường em vẫn bán là giá là 8,2 triệu. Và hôm nay em bán cho các bác với giá là 7,9 triệu. Và tiếp theo là một siêu phẩm đến từ Nhật Bản, đó là đôi loa Beowulf model CS616 sử dụng một bát 30 màng giấy gân xếp vải tẩm dầu, càng đánh càng ra dầu. Ở cái giữa cái nón côn loa thì có một lỗ thông hơi để tỏa nhiệt cho lòng côn. Và một loa chung giấy, một loa tép giấy hỗ trợ hai vi chỉnh và một lỗ thông hơi ở đây. Rồi đôi loa có một chất âm bass vô cùng là hay, uyển chuyển và mềm. Đôi loa này đẹp không có điểm chê các bác nhá, đôi loa đẹp không có điểm chê luôn, đẹp không tì vết nhá. Đôi loa Beowulf CS616 đã có video test âm thanh các bác nhá, và cũng đăng lên Zalo số điện thoại 0966603183. Các bác có vào trang nhật ký Zalo số này của em, các bác vuốt lên. Thì hôm qua em kia thì nó em có đăng cái nội thất của nó, thì cái củ cốt của loa em đã chụp hết cho các bác rồi, vàng khè 7 màu đấy, vàng chói 7 màu luôn. Đôi loa Beowulf model CS616 công suất 100W trên một thân thùng loa trở kháng 6,3 ohm, hàng made in Japan. Đôi loa này em vẫn bán với giá là 17,500,000 đồng. Và hôm nay Tết dương lịch em bán cho quý vị các anh em chúng ta với giá 17,2 triệu các bác nhá, 17,2 triệu. Đôi loa này các bác có thể ghép vào những chiếc âm ni như là Marang PM74D, chiếc âm ni này có giá là 7,9 triệu. Và chiếc âm ni Samsung 5050 có giá 8,8 triệu. Âm ni Lichman L80 bản kỷ niệm 50 năm có giá 15,500. Và Jaguar PA203L đời 1997 có giá 9,500. Đấy. Mọi chi tiết quý vị các anh em chúng ta hãy thật vui lòng liên hệ trực tiếp với em Tiến bằng số điện thoại 0966 603 183. Địa chỉ em ở Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương, em ở gần nhà thờ thôn Mỹ Đông, nhận giao hàng toàn quốc các bác nha. Còn ngay bây giờ xin chân thành cảm ơn quý vị các bác cùng anh em chúng ta đã dành thời gian vàng ngọc theo dõi video clip này của em. Xin chân thành cảm ơn và kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bác cùng anh em. Xin kính chào.